Thưa anh, con đường nào đã đưa anh đến với thành công ngày hôm nay ạ? Với tôi, không có con đường nào dẫn đến thành công, mà thành công chính là con đường mà tôi đã chọn bước đi. Một con đường có rất nhiều điều khác lạ. Nó bắt đầu vào cái ngày tôi đối mặt với rủi ro và được bảo vệ trước lằn ranh sinh tử bởi một ân nhân xa lạ. Cũng là ngày tôi nhận ra gia đình mình may mắn vượt qua ngõ hẹp nhờ vào sự bảo vệ mà gia đình tôi đã chuẩn bị từ trước. Nhưng cách tôi chỉ vài bước chân lại là một hoàn cảnh rất khác, với những nỗi lo về sức khỏe và tài chính đè nặng trên vai họ. Lòng tôi nặng trĩu vì mình không thể giúp được gì cho họ. Rồi ở ngoài kia còn có biết bao nhiêu gia đình bị bỏ lại phía sau với những nỗi lo chất chồng giữa cuộc đời nhiều biến động. Khoảnh khắc đó, tôi biết lòng mình đã bắt đầu hướng về một con đường mới. Nhưng mà bạn biết đó, làm gì có con đường nào bằng phẳng đâu. Tận lực, tận lòng thôi cũng chưa đủ, mà bạn còn phải tin vào con tim của mình. Dù tôi may mắn có một gia đình cảm thông và ủng hộ tôi vô điều kiện, nhưng mà nhiều lúc tôi cũng tự hỏi là mình đã chọn đúng hay sai đường. Và cũng chính khoảnh khắc đó, sự day dứt khi chứng kiến những gia đình gặp sóng gió giúp cho tôi thức tỉnh, để tôi nhớ lại rằng vì sao mình đã bắt đầu, để tôi không từ bỏ và tiếp tục kiên trì bước tiếp trên con đường mình đã chọn, để tôi có thể mang đến cho họ một chỗ dựa bảo vệ vững chắc, xóa đi những giọt nước mắt lo toan. Không phải bằng công cụ siêu nhiên nào, chỉ bằng chính tấm lòng của mình. Và con đường tôi đi, nó được phủ bằng những giá trị không có bạc tiền nào mua được. Đó là cái tâm, là biết bao tấm lòng của tập thể. Thành công tôi đạt được không chỉ là những gì tôi sở hữu, nhưng còn là những điều cảm nhận từ chính trái tim. Không có con đường đi đến thành công, vì thành công chính là con đường mà ta chọn. Hãy cứ giữ trái tim kiên cường. Con đường ấy phải được khởi phát từ chính trái tim mình và được phủ bởi những tấm lòng giống như con đường đã trải bước cho tôi suốt ngần ấy năm qua. Chấp lại nơi lòng nhân trải bước thành công.